Chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022, thời gian qua Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tiến hành cuộc giám sát chuyên đề liên quan đến việc quản lý sử dụng đất của tổ chức, bao gồm doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, từ khi luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành đến hết tháng 12 năm 2021. Vậy, cụ thể công tác quản lý sử dụng đất đã và đang được thực hiện như thế nào? Đâu là những bất cập cần khắc phục? Ngay sau đây sẽ là những tổng hợp của phóng viên chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất thuê đến thời điểm 30 tháng 6 2014. Và từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 2021, cho 186 tổ chức với tổng diện tích là 2.516,6 ha. Trong đó, đến thời điểm 30 tháng 6 2014 là 77 tổ chức tại 216 vị trí với tổng diện tích 945,9 ha. Từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 2021 là 109 tổ chức với tổng diện tích là trên 157 ha. Tính đến ngày 31 tháng 12, 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện thu hồi đất của 15 tổ chức do vi phạm pháp luật về đất đai, không còn nhu cầu sử dụng, giải thể, với tổng diện tích là 118,6 ha. Tổng số tiền sử dụng đất của 3 tổ chức được giao đất từ ngày 1 tháng 7, 2014 đến ngày 31 tháng 12, 2021 là trên 260,6 tỷ đồng, đã nộp ngân sách là 233,1 tỷ đồng, số tiền còn nợ chưa nộp là trên 32 tỷ đồng. Tổng số tiền sử dụng đất của tổ chức được thuê đất phải nộp là gần 330 tỷ đồng, đã nộp ngân sách từ ngày 1 tháng 7, 2014 đến ngày 31 tháng 12, 2021 là 322,12 tỷ đồng, số còn nợ chưa nộp là 7,8 tỷ đồng. Tổng số tiền thuê đất chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính lũy kế đến ngày 31 tháng 12, 2021 là 14,221 tỷ đồng và một tổ chức được giao đất chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với số tiền là 32,059 tỷ đồng. Quá trình giám sát thực tế tại các huyện, thành phố còn cho thấy việc giao đất cho thuê đất vẫn chưa đạt kế hoạch được duyệt. Việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý sử dụng đất của một số tổ chức chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng đất được giao nhưng không sử dụng hoặc chậm sử dụng, không sử dụng đúng mục đích, sử dụng kém hiệu quả. Tình trạng chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và nợ tiền thuê đất vẫn còn phổ biến. Trong đó, những bất cập trong công tác quản lý sử dụng đất đối với công ty xăng dầu Điện Biên đã được đoàn giám sát yêu cầu làm rõ. Mà như chúng ta giám sát thì nó còn có những việc khác. Ví dụ như chúng ta thấy là đối với xăng dầu mà chúng ta đã phân tích, ví dụ như là có những cái thửa đất mà chuyển từ hộ gia đình là đất ở, rồi chuyển từ hộ gia đình là đất nông nghiệp. Vậy thì bây giờ nó là cái việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước thì có thể nó còn có những cái việc sau. Đúng không ạ? Có những cái việc có thể chưa thực hiện. Đấy, ví dụ thế. Đối với đất ở lâu dài trong hạn mức thì có thể không sao. Nhưng mà ngoài hạn mức rồi đất nông nghiệp thì có thể sao? Cho nên các đồng chí cũng phải rà soát lại để xem là nó có phải mỗi một cái việc chậm không nhé. Quá trình giám sát tại công ty xăng dầu Điện Biên cho thấy, công tác quản lý đất đai của một số sở ngành và địa phương cấp huyện còn thiếu chặt chẽ, chưa nắm bắt được tình hình sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn được giao quản lý. Theo như giả soát của Sở Tài nguyên Môi trường thì công ty là nhận chuyển nhượng 5 trường hợp có giấy chứng nhận, thì trong đó có khoảng 200 mét vuông là đất nông nghiệp, còn đâu là đất ở. Thì thực ra công ty này hoạt động thì cái việc mà cái đất nông nghiệp mà doanh nghiệp tự ý về đấy, mà ví dụ mà là xây dựng trên cái diện tích đất nông nghiệp thì rất khác là doanh nghiệp đã vi phạm. Thì đối với cái nội dung mà của công ty xăng dầu thì Sở Tài nguyên Môi trường xin tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát, và ngay sau cuộc giám sát này thì Sở sẽ chủ trì phối hợp với Sở Công Thương cùng các ngành liên quan để kiểm tra toàn bộ các điểm sử dụng đất của công ty xăng dầu Điện Biên, làm xét có hướng xử lý và ban tỉnh xử lý cụ thể. Liên quan đến các cửa xăng dầu đấy tồn tại từ cũ, thế nay cái số cửa xăng dầu này thì tôi cho rằng là thứ nhất là đối với lại doanh nghiệp thì vừa mua thêm, có những cửa xăng dầu thì doanh nghiệp cũng chưa chuyển đổi. Thế thì cái thời điểm đó thì là cái khi mà trước cái thời điểm mà luật đất đai ban hành đấy,
mà bây giờ ấy, thì báo cáo đồng chí là tôi cho rằng là cũng phải yêu cầu cái chỗ này thì sẽ chỗ sở tài nguyên môi trường các đồng chí cũng sẽ có ý kiến đối với lại các cái cửa hàng này, bởi vì là tất cả cửa hàng này báo cáo đồng chí là tồn tại từ rất lâu rồi, có những cái tồn tại từ năm 2001, từ năm 95, 97 đến năm 2012. Những cái diện tích đất này từ cái thời điểm đấy thì chúng tôi họ mua họ sáp nhập vào cái cây xăng, có những cái một phần, có cái thì cũng chưa chuyển đổi. Công tác thanh tra kiểm tra chưa thường xuyên, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một số tổ chức và người dân còn hạn chế. Một số tổ chức thiếu năng lực tài chính để triển khai thực hiện dự án đầu tư sau khi đã được cấp phép cho thuê đất. Điều này được thể hiện qua số liệu thống kê, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của các tổ chức giữa cơ quan thuế và Sở Tài nguyên Môi trường còn có độ vênh đáng kể. Theo ông Bùi Mạnh Chuyển, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thì sự thiếu chặt chẽ trong quản lý để xảy ra tình trạng mua bán chuyển nhượng đất, không làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng không làm thủ tục cấp phép vẫn xảy ra, đã và đang gây thất thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Hiện nay theo luật đất đai thì việc xác nhận giao dịch chuyển nhượng bất động sản hoặc tài sản gắn liền với đất thì thuộc là thẩm quyền của chủ tịch cấp huyện. Thế do vậy là quản lý thuê đất lại là hiện nay về mặt chuyên môn nghiệp vụ lại là thẩm quyền cấp tỉnh, là do các cơ quan chuyên môn tham mưu ủy ban tỉnh là Sở Tài nguyên hoặc Cục Thuế của Sở Xây dựng tham mưu. Nhưng mà cái việc chuyển nhượng mà ví dụ đất người ta gom từ đất mua của các cái tổ chức cá nhân khác mà sang công ty xăng dầu thì lại là thuộc cấp huyện ký giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Do vậy nó cũng chưa qua thông tin. Không những thế, các quy định về giao đất cho thuê đất thường xuyên sửa đổi, bổ sung và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của các lĩnh vực khác cũng gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý đất đai. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giàng Thị Hoa, trưởng đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt các sở ngành, chính quyền địa phương, tổ chức rà soát, phân loại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời chấn chỉnh nâng cao công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý và sử dụng đất của tổ chức trên địa bàn tỉnh. Để sớm khắc phục những điều đó, các vấn đề tồn tại được đoàn giám sát nêu ra đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu để chấn chỉnh trong thời gian sớm nhất. Cùng với quản lý về đầu tư xây dựng rồi là ngân sách, thì đất đai là một trong những cái nhiệm vụ quản lý trọng điểm và luôn được nhắc đến trong tất cả các cái định hướng về công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra. Thế thì muốn chấn chỉnh lại thì trước tiên là phải chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất đối với tổ chức trước. Tôi cũng đồng tình, rất là đồng tình cái trọng tâm của giám sát của đồng nhân dân. Cái đặc biệt là trong cái thời gian tới đây thì chúng ta cũng đang có cái chủ trương mở rộng phát triển đô thị rồi đấu giá quyền sử dụng đất để làm thế nào mà chúng ta thực hiện những cái nhiệm vụ rất lớn mà từ trước đến nay chúng ta chưa triển khai thực hiện được. Thì cũng mong muốn đồng chí có cái đánh giá nó toàn diện hơn để làm thế nào mà tiếp tục khuyến khích động viên các ngành rồi là chính quyền các địa phương trong thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Theo đó, ngay tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phải tăng cường phối hợp với các ngành chuyên môn, các địa phương tiến hành rà soát các tổ chức được giao đất cho thuê đất, đánh giá hiện trạng sử dụng đất để có phương án xử lý đối với những diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, thực hiện thu hồi đất đối với những đơn vị không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giao đất cho thuê đất theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng Nhân dân các cấp họp thường lệ mỗi năm 2 kỳ. Ngoài kỳ họp thường lệ, Hội đồng Nhân dân sẽ tổ chức các kỳ họp chuyên đề theo yêu cầu công việc. Theo đó, việc tăng cường tổ chức các kỳ họp chuyên đề được đánh giá có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Những ghi nhận của chúng tôi sau đây sẽ cho thấy điều đó. Theo quy định tại khoản 2 điều 2 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng Nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng Nhân dân thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của luật này và các quy định khác của luật có liên quan. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7 2022, thời điểm luật có hiệu lực thi hành, thì Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được luật giao, không áp dụng các văn bản dưới luật
quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Căn cứ vào quy định nói trên, hiện nay các nội dung Hội đồng Nhân dân tỉnh phải xem xét quyết định tăng lên rất nhiều, nhất là trên lĩnh vực đầu tư phát triển, tài chính ngân sách. Các nội dung này phát sinh liên tục, yêu cầu cần xem xét quyết định ngay và nếu chờ đến kỳ họp thường lệ hàng năm thì sẽ chậm trễ trong triển khai thực hiện, dẫn tới việc có thể không đạt hiệu quả như mong muốn. Để nâng cao cái chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, chất lượng hiệu quả thì quan điểm của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất lãnh đạo chỉ đạo là chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến cái phương thức, cái cách thức tổ chức kỳ họp, làm sao cho nó chất lượng hiệu quả nhất khi chúng ta quyết định các vấn đề tại địa phương, giúp cho hoạt động điều hành của Ủy ban dân tỉnh cũng như là những cái định hướng, quyết định những chính sách rồi những cái chủ trương lớn của tỉnh ủy để trên cơ sở đó là đưa cái kinh tế xã hội của tỉnh đi lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tiến hành 7 kỳ họp thì có tới 5 kỳ họp chuyên đề được tổ chức để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tiếp tục được cải tiến, đổi mới về cách thức tổ chức, nhất là cách trình bày các nội dung tại kỳ họp. Đơn cử là kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề gần đây nhất được tổ chức đầu tháng 4 vừa qua, chỉ diễn ra trong thời gian một ngày. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 17 nghị quyết quan trọng. Trong đó có 7 nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bao gồm rà soát tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ban hành quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, giáo dục phổ thông trên địa bàn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021, điều chỉnh bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Ban hành nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022. Cải tiến cái cách tổ chức kỳ họp ngay từ cái khâu chuẩn bị các nội dung để trình ra kỳ họp thì chúng tôi cũng đã giao cho các ban của hội đồng phối hợp với lại các sở ngành trực thuộc ủy ban để tiếp cận các nội dung cần trình ngay từ khi khâu dự thảo và đến khâu là họp ủy ban dân tỉnh để quyết định các nội dung trình cho Hội đồng Nhân dân. Do vậy cái nội dung để mà thẩm tra, thẩm định của các ban rất sát và kịp thời với lại các nội dung của kỳ họp. Trước đây, nội dung trình tại mỗi kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên thường rất nhiều. Khối lượng công việc quá lớn của các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết luôn gây không ít khó khăn cho việc thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân. Còn đối với các đại biểu kiêm nhiệm việc nghiên cứu, góp ý lại càng phức tạp. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động, những vấn đề có tính cấp bách phát sinh cần quyết định ngay, Thường trực Hội đồng Nhân dân họp bàn với cơ quan liên quan chuẩn bị và quyết định tổ chức kỳ họp bất thường để bảo đảm tính khẩn trương kịp thời. Đối với lại kỳ họp thường lệ thì được tổ chức vào giữa năm và cuối năm của các năm. Tuy nhiên thì đối với các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương thì những cái vấn đề quyết định của địa phương mà phải thông qua thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thì mà chờ đến kỳ họp thường lệ thì nó sẽ không đảm bảo về mặt thời gian cũng như là các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vì đó thì trong nhiệm kỳ 2021-2026 thì Hội đồng Nhân dân cũng như là Thường trực Hội đồng Nhân dân cũng đã tổ chức các cái kỳ họp chuyên đề. Thế thì từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì có 3 kỳ thường lệ và có 3 kỳ chuyên đề. Kỳ họp chuyên đề thì nó cũng giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề, nhiệm vụ quan trọng cấp bách, cấp thiết mà cần phải giải quyết trong cái thời gian mà không cần phải chờ đến kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân. Do việc tổ chức các kỳ họp chuyên đề được thực hiện một cách hợp lý đã và đang giúp Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên xem xét quyết định kịp thời nội dung thuộc thẩm quyền và giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ. Đồng thời tăng cường trách nhiệm cơ quan tham mưu nội dung trình kỳ họp của đại biểu Hội đồng Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng các quyết định của Hội đồng Nhân dân huyện, giải quyết vấn đề trong điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Tổ chức được kỳ họp chuyên đề thì rất là có ý nghĩa, rất là quan trọng, bởi vì nó thứ nhất là nó kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, đấy, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đấy. Thứ hai nữa là nó rút ngắn được những cái thời gian, đấy, và các cái liên quan đến cái công tác mà theo cái trình tự thì vẫn phải đảm bảo. Thế nhưng mà khi mà có kỳ tổ chức được kỳ họp chuyên đề thì chỉ tập trung những cái vấn đề quan trọng mà cần phải xử lý cấp bách. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì chúng tôi đã tổ chức được 3 kỳ họp chuyên đề, thì ra được 8 nghị quyết. Các nội dung nghị quyết chủ yếu tập trung, một là cái kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2026, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công. Cái thứ hai nữa là cái kế hoạch quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Cái thứ ba nữa là cho chủ trương một số các cái dự án thuộc ngân sách huyện quản lý, và cái nội dung điều chỉnh các cái chủ trương dự án mà đảm bảo cái tiến độ kịp thời trong cái vấn đề giải ngân theo quy định của đầu tư công. Việc tăng số lượng các kỳ họp chuyên đề đã và đang giúp Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền và giảm áp lực cho các kỳ họp thường lệ. Cụ thể là hiện nay, tại các kỳ họp thường lệ chỉ tập trung xem xét quyết định các nội dung thường lệ, tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, báo cáo công tác của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cơ quan tư pháp, còn các đề án về cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh, việc cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ sẽ được xem xét quyết định tại các kỳ họp chuyên đề. Có thể thấy, với hình thức tổ chức các kỳ họp chuyên đề, nội dung trình mỗi kỳ họp, Hội đồng Nhân dân sẽ không còn quá nhiều, tạo điều kiện cho các đại biểu, nhất là đại biểu kiêm nhiệm, có điều kiện nghiên cứu sâu, tham gia nhiều ý kiến hơn vào các đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết trước khi Hội đồng Nhân dân thông qua. Đối với các đề án chuẩn bị chưa đạt yêu cầu về nội dung, quy trình, có thể tạm thời chưa xem xét để các cơ quan tham mưu bổ sung, hoàn chỉnh mà không ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai thực hiện, vì thời gian giữa hai kỳ họp không còn quá xa. Không những thế, việc tổ chức các kỳ họp chuyên đề đã tạo ra những chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng sâu sát hơn, thực chất hơn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Pháp luật, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2020. Và đến đây, chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri số tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.